Xin chào mọi người đã tới với cả PC của Đăng Minh. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một tựa game khá là hấp dẫn, đó là tựa game Far Cry Primal. Đây là một trong 7 game sử dụng trình bảo mật Denuvo và đã bị crack thời gian gần đây. Nếu các bạn mà quan tâm đến những cái tựa game đó là đình đám được bảo vệ bằng Denuvo bị crack thì có lẽ là các bạn cũng sẽ biết tới cái tên đó là Far Cry Primal, đúng không nào? Bây giờ mình sẽ vào game và cho các bạn trải nghiệm qua một chút về cái gameplay của tựa game này nhé. Mình sẽ ấn vào phần New Game. Survival or Mother. Bật lên nào. Sinh tồn. Game Difficult. Mình chọn chế độ nó dễ dàng một chút thôi. Tầm Normal đi. Substance-less để tiếng Anh. Sách ẩn sẵn. Bật. Death. Or the respawn when you die. The game is over when you die. Tắt đi nhá. Cái này các bạn nhớ để off nhá. Trò chơi sẽ kết thúc luôn khi bạn chết, rất là bựa. Rồi, bây giờ mình sẽ ấn back. À đó, ấn start new game nhỉ? Start đi, quên mất. Cái này bật lên chế độ sinh tồn. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành vào game. Game này khá là nặng nhưng mà được giới truyền thông đánh giá rất là hay, rất là tốt. Có rất nhiều điểm cộng cho cái tựa game này. Trong game này thì chúng ta sẽ ở cái phần phiên bản của nó là Primal đấy, thì chúng ta sẽ trở về thời tiền sử. Rồi đi gì nhỉ? Thu phục thú này. Sợi hai không phải sau đây. À, ta lùi ngược này. Year One. Năm thứ 10.000 trước công nguyên luôn. Chúng ta sẽ trở về cái thời điểm này. Trong các cái phiên bản đó là Far Cry ấy, thì có rất nhiều các cái thời đại khác nhau. Chúng ta có thể chơi trong thời đại hiện đại và nhưng trong cái riêng cái bản là Primal này, chúng ta sẽ trở về thời kỳ đồ đá. Cái thời kỳ tiền sử luôn á. Như bạn thấy vừa rồi đó là 10.000 năm trước công nguyên đúng không nào? Đây là đoạn intro đầu game. Có lẽ đây là nhân vật của chúng ta. Có lẽ là... đúng rồi, mình nhớ lâu trước đây, rất lâu rồi mình vào game này thì là chúng ta sẽ đi thu phục Mammoth. Vòi Mammoth đấy. Đoạn này nó giới thiệu hơi dài một chút, các bạn chịu khó đợi một chút nhá. Không thể skip đoạn này được. Cả chúng ta đang nghe có lẽ là ngôn ngữ thời tiền sử. Được... tưởng tượng bởi game. Winja Urus Waidash Guifa Haplaha Winjai Damsha Mabaya Guama. Nguy hiểm tiến tới. Udam Krau Hadam Yaudan Isila Haskapur Isila Bậc thầy của lửa. Và ánh sáng đến tới. Đại khái các bạn có thể hiểu là một thế lực, một dân tộc của nó bị đàn áp, sau đó rồi được ánh sáng tới giải cứu. Các bạn có thể hiểu đơn giản như vậy. Còn ninja các thứ gì đó, có lẽ là các tên riêng, khá là khó hiểu. Bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ vào được game rồi đây. Mấy chàng thổ dân bên cạnh chúng ta rồi. Ô, voi Mammoth kìa. Voi Mammoth kìa. Mới vào đầu game thôi nhưng mà thực sự cái cảm nhận riêng của mình đó là cái phần đồ họa rất là sắc nét, rất là đẹp. Thì rất là tuyệt vời, trông rất là chân thật. Far Cry Primal. Đây có lẽ là các người tiền sử. Công việc chúng ta có lẽ sẽ là săn một con voi mammut nào đó. Mình sẽ SC để skip nhá.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi game này. Gì đây? Lại cái gì đây? À, có lẽ nó là một vài cái chút về cái gì nhỉ? Cái hướng dẫn chơi game. Mình sẽ unbox. Mình ấn C để ngồi xuống và di chuyển. Trên tay mình là một cây giáo trông khá là lỗi thời, được buộc bằng cây gỗ và đá, lưỡi bằng đá. Chúng ta sẽ tìm một con ma mút thuộc loại nhỏ, có lẽ là con ma mút con. Ở đây ra. Hay. Di chuyển. Hình ảnh rất là đẹp, rất là sắc nét, màu sắc rất là sống động. Đợi với anh ơi. Sanhatra halu shashwali shalamas. Chúng ta sẽ giết ma mút để lấy thức ăn, không thì chúng ta sẽ chết. Rồi, đã tìm được con ma mút con. Ma mút con đâu? Đây rồi, chúng ta ăn con này rồi. Ôi, đốt, cái gì đốt? Rất thông minh khi mà dùng lửa để có thể đó là chia cách cái đàn ma mút lớn ra và lọc con ma mút con ra. Nhật giáo. Oh shit. Mày, đâm vào mông mày. Mình sẽ nhập giáo để có thể phi vào cái con ma mút đó. Đâu rồi? Chạy đâu rồi? Kìa. Chết rồi, hết giáo rồi. Nó đang hút mình. Đây, giáo đây rồi. Xin lỗi nhá. Anh rất là yêu động vật nhưng mà trong cái game này anh bắt buộc phải săn chú, cho nên chú là thông cảm nhé. Suwon Master, Suwon. Săn rất tốt. Một con ma mút con. Ushlaun Dragwash. Tự do, walk free. Di chuyển tự do. Yeah. Một con báo. Shit. Oh shit. What the fucking shit. Damn. Oh. Nhảy luôn. Vãi trưởng. Ui. Ui da. Shit. Ây cha cha. Mới vào game mà đã gay cấn rồi đúng không ạ? Mãi mới săn được con ma mút. Cuối cùng con báo nó cướp mất. Đã thấy được mất thêm hai người nữa. Ngã vào cú này không biết sống được không đây. Thời tiền sử làm gì có thuốc, thang, các thứ đâu. Chỉ thế là hy vọng vào đó là tự phục hồi thôi. My Sanchita Taka. Không bao giờ được dừng lại. Taka Vandala of Oros. Vandala of Oros. Ninja Brother. Đi đến vùng đất của Oros và tìm đến người anh em Wenja. Có lẽ đây sẽ là một lời từ biệt của nhân vật phụ đi cùng chúng ta. Thôi bây giờ mình sẽ ấn ESC để skip qua cái đoạn này nhá. Như vậy là chúng ta đã có thể hiểu được một phần cốt truyện rồi. Đúng vậy, anh ta đã chết rồi. Âm mộ rồi đây. Báo vẫn ở quanh đây. Chúng ta cần vũ khí. Bachuoros. Bow. Chúng ta sẽ tìm cái gì đó để có thể đó là làm cung tên. Trên màn hình vừa rồi hiện ra đó là chúng ta sẽ ấn nút tab để làm gì nhỉ?
said we have chosen that blow. Game này có thể nói là cực kỳ nhiều nút đấy các bạn nhá. Đây, nhìn về đúng rồi. Với những gì mà chúng ta nhìn thấy nó màu vàng vàng này, có nghĩa là những cái này chúng ta có thể thu thập được để có thể tạo ra vũ khí, xây dựng nhà cửa các thứ. Các bạn hãy thu thập càng nhiều càng tốt nhá. Bật tắt cái đó và các phần phím B nhá. Game này sử dụng cực kỳ nhiều nút. Mình sẽ SC ra cho các bạn coi thử một chút về cái phần option về keyboard and mouse ở đây. Mình sẽ vào phần custom control xem nào. Các bạn có thể thấy đây. Tất cả những nút màu vàng này là những nút được sử dụng trong cái game này. Rất là nhiều đúng không nào? Như vậy để chơi được cái tựa game này thì có lẽ là cũng sẽ cần rất nhiều thao tác tay ấy. Các bạn học thuộc những cái nút này để có thể đó là bên này nó cũng ghi chức năng của từng nút một. Nhưng mà nào mà không thông thuộc tiếng Anh thì các bạn có thể sử dụng Google dịch để có thể đó là dịch ra những cái chữ này nó là gì để có thể biết được thao tác trong game nhá. Đó là về cái phần keyboard control thôi. Còn cái phần đó là chỉnh graphic setting nữa mình sẽ chỉ cho các bạn sau. Bây giờ mình sẽ vào và thử xây dựng một cung tên xem nào. Mình sẽ lấy thêm cái này. Bẻ cây. Rồi ở đây có cái gì này? Đá. Có rất nhiều, map rất là rộng. Ta phải chạy khắp mọi nơi để có thể đó là thu thập. Kia có gì nữa kìa. Đây rồi. Thu thập càng nhiều càng tốt, chúng ta sẽ có được những cái trang bị cần thiết để có thể chế tạo ra cung tên. Còn các bạn chơi lâu rồi, sau này các bạn có thể xây nhà các thứ cơ, rất là nhiều. Sinh tồn một cách đúng nghĩa thôi, một game sinh tồn như thể nói là khá là cái này có lẽ là để làm đuôi cung tên này. Game sinh tồn thuộc lại loại đỉnh luôn á, chứ không phải là nó giống như những game thuộc loại đồ họa cấu hình thấp trước đây chúng ta từng thấy đúng không nào. Thời điểm hiện tại thì cái game về thuộc loại sinh tồn chắc chắn rất là hot rồi đúng không nào. Tiêu biểu nhất chính là PlayerUnknown's Battleground. Có cái gì đây này? Có cái dây thừng các bạn ạ. Chúng ta có thể lấy cái cây này nào. À, leo lên thôi. Mình cứ tưởng lấy được. Thu thập nguyên liệu là thế nhưng mà thời điểm hiện tại thì mình không biết nó là sử dụng cái phím gì để có thể đó là ấn phím T để ném đá ấy. Y đây rồi, chế tạo cung tên cũng ở đây. Ok, mình ấn phím ấn gì nhỉ, mình vừa ấn phím gì nhỉ. Đây rồi, cung tên rồi. Chúng ta đã thu thập đủ nguyên liệu để có thể làm ra một cung tên này. Xong nhớ chỉ các bạn hướng gì xem nào. Mình vừa ấn phím Y nhé các bạn nhé. Sau đó mình chỉ cần ấn vào cái con cung tên này là tự động tạo ra một cung tên. Sau khi mình đã thu thập đầy đủ các cái nguyên liệu, đó là Takra Cape ở đâu không phải Soundstone Rock Albus gì kìa. Xem nào. Dần dần chúng ta sẽ còn chơi lâu dài, chúng ta sẽ chế tạo được những cái vũ khí như thế này. Ngon hơn rất là nhiều so với cung tên thô sơ từ hiện tại đúng không nào. Upwire Partigi Atra Dawson. Một con hươu à? Bây giờ chúng ta sẽ đi săn. Con hổ vẫn đâu đó quanh đây. Mình sẽ đuổi theo chúng săn bằng được. Hiện tại thanh máu của mình khá là thấp cho nên là mình sẽ bắt buộc phải săn một cái gì đó, có lẽ là để ăn lấy lại sức. Nhưng sao nó tỉnh quá. Đây rồi, cơ hội đây rồi, mình sẽ thật từ từ tiến lại gần nó. Trượt rất là cao.
nhắm bắn này khá là, có lẽ khá là khó. Tìm cơ hội tiến lại gần nó. Đây mới là thợ săn đích thực đúng không ạ? Đúng rồi. Kìa. Để tiến gần thêm một chút nữa. Để chắc chắn là bắn nó chết được rồi. Mất tầm nhìn luôn rồi. Suýt thật. Tiêu là phải gì đấy. Trúng rồi. Bây giờ mình sẽ đuổi theo nó. Đây rồi, đây rồi. Ew. Ăn thôi. Sao ăn hết rồi, ăn hết lên được có tí thanh máu cái thôi á. Ui bạn là trâu à. Vãi trưởng. Cái này có lẽ phải săn tận 3-4 con nữa thì mày ra mới no được cái bụng. Chúng tiếp rồi. Hai con, một con trên đó, một con ở đây nhá. Ui, một đan. Nó tấn công yếu nhỉ? Không, lẽ đây chỉ là động vật ăn cỏ thôi. Đây là vết máu à? Con này bấm tím V tìm được vết máu để tới được cái trí của con hươu á.